bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 18 tháng 8, gần 14.000 thí sinh là cán bộ quản lý, cán bộ của 155 chi nhánh trên toàn hệ thống Vietinbank đã bước vào thi vòng 1 Hội thi nghiệp vụ và thi năng lực trí tuệ Vietinbank năm 2018. Trí tuệ Vietinbank năm 2018 sẽ diễn ra với 2 vòng thi. Các thí sinh sẽ thi trực tuyến vòng 1 với 2 nội dung: nghiệp vụ và năng lực cốt lõi. Từ đó tìm ra 5 cá nhân xuất sắc tại mỗi vị trí công việc để tham gia phỏng vấn trực tiếp vòng 2. Để hội thi năm nay diễn ra thành công tốt đẹp, từ nhiều tháng qua, khối nhân sự, trung tâm công nghệ thông tin cùng các khối, phòng ban của trụ sở chính đã phối hợp chặt chẽ với nhau để cùng triển khai các công tác chuẩn bị, xây dựng ngân hàng câu hỏi, cập nhật thông tin lên hệ thống thi, vân vân. Điểm khác biệt lớn nhất đối với cuộc thi trí tuệ Vietinbank năm 2018 so với các cuộc thi trước đây đó là cuộc thi trí tuệ năm 2018 thì mong muốn là các cán bộ dự thi là có thể có được một cái tinh thần thoải mái nhất và không bị áp lực trong cái quá trình thi cử. Qua cái việc triển khai thi cũng như là để các cán bộ thi thử thì rất là nhiều các chi nhánh phản hồi rằng là cái hoạt động thi đã giúp cho các cán bộ có được những cái cơ hội để trau dồi nghiệp vụ và cũng cảm thấy rằng là rất là nhiều những cái thông tin liên quan qua trau dồi đấy rất là sát với những cái thực tế công việc. Ghi nhận không khí diễn biến tại điểm thi Vietinbank Đống Đa, thành phố Hà Nội. Các thí sinh trước khi bước vào làm bài đều có tâm trạng khá hồi hộp, nhưng do đã tích cực tham gia nhiều vòng thi thử, tham gia các chương trình tự học tập, ôn luyện theo nhóm trước đây, nên các thí sinh rất tự tin và quyết tâm giành được kết quả tốt nhất. Nghe các bạn một cái trong tình hình là đề có vẻ rất là khó, nên cũng rất là căng thẳng anh ạ. Cái tính chất để áp dụng thực tiễn là rất cao, bởi vì là rất là sát với những nghiệp vụ của em, kỹ năng giao tiếp với khách hàng trong đề thi có hết. Với mục đích xây dựng văn hóa học tập, đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn và năng lực cốt lõi của cán bộ, Hội thi Trí tuệ Vietinbank năm 2018 sẽ góp phần đánh giá khoảng trống năng lực của cán bộ để chủ động học tập, đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời bổ sung các thông tin trong quá trình đánh giá, nhận diện cán bộ tiềm năng. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.